Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ đêm nay thời tiết Bắc Bộ sẽ lại có sự chuyển biến khi mà mưa dông xuất hiện trên diện rộng. Cùng với đó, nền nhiệt lại giảm do tác động của không khí lạnh tăng cường. Trời vừa mưa vừa rét đậm rét hại trong cả ngày Chủ nhật cuối tuần. Mưa rét là do Bắc Bộ đang cùng lúc chịu tác động của cả hai hình thái. Trên cao là rãnh gió Tây di chuyển sang, còn ở dưới tầng thấp là không khí lạnh được tăng cường xuống. Mưa dông sẽ diễn ra trên diện rộng, vùng núi thì có mưa rào mạnh, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ 30 đến 50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cùng với mưa, rét đậm cũng diễn ra ở vùng đồng bằng, còn rét hại thì diễn ra ở vùng núi với mức nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong ngưỡng là từ 11 đến 14 độ, vùng núi là từ 8 tới 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Với Trung Bộ, cũng do tác động của không khí lạnh thì từ ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm mai, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến chỉ trong khoảng là từ 14 đến 17 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng. Trưa chiều có nắng nhẹ cùng với nhiệt độ tăng lên ngưỡng là 25 đến 28 độ. Sau đó, từ ngày 14 tháng 2, khu vực cũng sẽ chịu tác động của không khí lạnh, trời chuyển nhiều mây và có mưa. Các tỉnh còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận trời không mưa, có nắng trong ngày mai cùng với nền nhiệt độ ôn hòa. Nắng mạnh và khô nóng cũng là xu hướng thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày Chủ nhật cuối tuần ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Ở khu vực Nam Bộ thì nắng nóng 35-36 độ vẫn xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ. Trên biển, từ trưa chiều mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên mức là cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 12 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.